Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, sau nhiều năm làm việc vất vả, bạn tích cóp được số tiền 1 tỷ đồng và muốn dùng số vốn đó để đầu tư kinh doanh. Với 1 tỷ trong tay, bạn có thể bắt đầu kế hoạch kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực. Những ý tưởng có 1 tỷ nên làm gì để tiền để ra tiền đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Sử dụng tiền hiệu quả khiến tiền để ra tiền nghe có vẻ hơi hóc búa, nhưng có rất nhiều quyết định tài chính thông minh có thể giúp bạn thực hiện điều này. Trước khi bắt tay vào hành trình tiết kiệm, đầu tư, bạn phải tuân theo một số bước nghe rất nhàm chán để tạo nền tảng. Vậy theo bạn, có 1 tỷ thì nên làm gì để tiền để ra tiền? Nếu quả thật bạn đang nắm giữ số tiền này trong tay, bạn sẽ cân nhắc như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm đáp án phù hợp nhất ngay sau đây các bạn nhé! Có 1 tỷ nên làm gì đầu tiên? Với cùng một số tiền 1 tỷ đồng, nhưng ta lại có nhiều cách khác nhau để sử dụng. Không có câu trả lời chính xác duy nhất cho câu hỏi, tôi nên đầu tư vào cái gì? Bạn cần chăm chỉ nghiên cứu và một chút may mắn để tìm ra câu trả lời phù hợp với mình. Hãy hiện thực hóa ý tưởng đầu tư của bạn bằng các bước đơn giản sau đây. Thứ nhất, xác định mục tiêu tài chính khi đầu tư. Việc xác định mục tiêu tài chính cụ thể khi đầu tư sẽ giúp bạn chủ động hơn trong quá trình đầu tư của mình. Với mỗi mục tiêu tài chính, bạn sẽ theo đuổi một phong cách và chiến lược giao dịch hoàn toàn khác nhau. Khi đã xác định rõ mục tiêu, nguyện vọng của mình, bạn có thể xây dựng một chiến lược đầu tư tối ưu, hiệu quả. Mục tiêu tài chính ngắn hạn là những khoản đầu tư dưới 2 năm, thậm chí là vài ngày. Một số kênh phù hợp với mục tiêu này là những chỉ quỹ ngắn hạn, chứng chỉ ngân hàng hay giao dịch trên sàn chứng khoán hoặc đầu cơ tài sản. Mục tiêu trung hạn là những khoản đầu tư cần bỏ vốn dài hơn từ 2 đến 5 năm. Nếu bạn muốn có một khoản lớn và dự định nghỉ hưu trong 4 năm nữa, thì bạn có thể lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu bảo thủ hoặc cổ phiếu blue chip ngay từ bây giờ. Mục tiêu dài hạn là quyết định bỏ vốn trong thời điểm hiện tại nhằm mục đích thu lợi nhuận lâu dài trong tương lai. Thường là 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Với mục tiêu này, bạn có rất nhiều kênh để đầu tư như là gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, trái phiếu, vàng, bất động sản, v.v. Thứ hai, tính toán thời gian tiền nhàn rỗi. Bạn muốn gửi tiết kiệm ngân hàng thời hạn 1 năm để có mức lãi suất 6%. Nhưng 6 tháng sau, bạn cần số tiền đó để đóng học phí cho con cần rút ra. Như vậy, ngân hàng sẽ tính mức lãi suất không kỳ hạn thấp hơn rất nhiều, thường là dưới 1%. Để tránh tình trạng ấy, bạn cần tính toán, dự trù được các khoản chi tiêu trong tương lai. Xác định rõ ràng thời gian nhàn rỗi của số tiền đó là bao nhiêu, từ đó đưa ra mục tiêu tài chính và chọn kênh phù hợp. Thứ ba, xác định khả năng, mức độ chấp nhận rủi ro. Câu cửa miệng của các nhà đầu tư là lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Không phải ai cũng ưa thích mạo hiểm. Vậy nên, bạn đừng vội nghe theo những người ngoài kia hứa hẹn sẽ trả bạn lãi suất 15-16% trên năm và hãy đầu tư vào họ. Lợi nhuận nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có thu vốn về được không thì không ai biết cả. Nếu bạn muốn có mức lãi suất tốt hơn gửi ngân hàng mà vẫn đảm bảo nguồn vốn của mình an toàn thì nên đầu tư vào các quỹ. Tại đây, tiền của bạn sẽ được các chuyên gia tài chính phân bổ vào nhiều nguồn khác nhau, trong đó có trái phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, đồng thời hạn chế rủi ro mất tiền. Thứ tư, chia tiền thành các khoản nhỏ. Với nhiều người 1 tỷ không phải số tiền quá lớn, nhưng với những người làm lụng vất vả cả đời thì số tiền này quả thực lớn lao vô cùng. Không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng có một phương án đầu tư nào mức độ rủi ro bằng không cả. Bởi kênh an toàn nhất là gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn có rủi ro khi ngân hàng phá sản. Vậy nên, có 1 tỷ đồng trong tay, bạn nên chia thành các khoản nhỏ hơn để đầu tư đa kênh, hạn chế rủi ro. Có 1 tỷ nên đầu tư gì để tiền đẻ ra tiền? Có trong tay 1 tỷ đồng, các nhà đầu tư đa phần cân nhắc các phương án vừa tầm, độ rủi ro ở mức chấp nhận được. Nếu nói về thay đổi khẩu vị, trừ khi có đòn bẩy cực tốt, nếu không hiếm ai mạnh dạn xuống tiền.
Vậy với các nhà đầu tư sở hữu số tiền không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ này, nên đầu tư như thế nào trong thời điểm này? Các xu hướng hiện thời, đâu là đáp án hoàn hảo dành cho các nhà đầu tư? Thứ nhất, đầu tư vào chứng khoán. Với những nhà đầu tư ưa thích sự mạo hiểm, chứng khoán là một sàn đấu không thể bỏ qua. Đây là cuộc chơi cần đầu óc, tính toán và sự am hiểu, nhạy bén với thị trường. Nếu bạn chơi tốt, có thể kiếm nguồn lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với những chiến binh có kinh nghiệm trên sàn, còn nếu bạn là tân binh thì khả năng thua lỗ là rất cao. Vậy nên, với những người mới tham gia vào thị trường này và chưa có nhiều kinh nghiệm thì tìm đến các quỹ đầu tư sẽ an toàn hơn. Tổ chức quản lý quỹ sẽ tối ưu số vốn trong quỹ đầu tư, phân bổ danh mục đầu tư đa dạng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào công ty hay bất kỳ quỹ nào, nhà đầu tư cần xác minh sự tồn tại và uy tín của các tổ chức đó để đảm bảo tiền của bạn đặt đúng nơi. Với thị trường chứng khoán, vốn 1 tỷ đồng đủ để bạn thắng lớn. Nếu bạn đầu tư nghiêm túc, có tính toán chứ không phải dạng đầu tư may rủi hay cảm tính. Thứ hai, đầu tư vào doanh nghiệp. Startup đang là hướng đi được rất nhiều nhà đầu tư ưa thích. Bởi nói tới startup, người ta thường hình dung đến tương lai của sự tăng trưởng. Khi đầu tư vào đây, nhà đầu tư thường quan tâm đến khoản lợi nhuận khổng lồ, xuất phát từ sự đổi mới mà các startup công nghệ theo đuổi. Tuy nhiên, nó cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro khi các startup không đạt được mức lợi nhuận họ mong muốn. Để đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư, chỉ nên rót tiền vào các dự án nằm trong lĩnh vực mà bạn thực sự hiểu. Khi có được hiểu biết về lĩnh vực đó, nhà đầu tư sẽ thấy tự tin hơn, sự am hiểu về thị trường, khách hàng, xu hướng có thể giúp ích khá nhiều trong quá trình ra quyết định. Đồng thời, họ có khả năng xây dựng kế hoạch B để giải cứu doanh nghiệp khi gặp khủng hoảng. Ngoài ra, khi quyết định chi tiền cho những dự án startup, hãy chuẩn bị tâm lý cho những khoản đầu tư dài hạn. Đồng thời, nên đa dạng hóa danh mục đầu tư trong giai đoạn dự án startup còn chưa sinh lời, vì nó hạn chế tối đa rủi ro từ việc chôn toàn bộ vốn vào startup vừa bắt đầu. Thứ ba, đầu tư vào tài sản cho thuê. Đầu tư vào các tài sản này, bạn sẽ có thu nhập đều đặn hàng tháng. Ví dụ, bạn có thể xây nhà trọ và cho thuê. Nếu nhà ở trong nội thành, vị trí đẹp, chỉ khoảng 1 năm, bạn đã có thể thu hồi vốn và bắt đầu có lãi. Nếu không có mặt bằng, bạn có thể mua và cho thuê các tài sản khác, ô tô, xe máy, xe đạp, các thiết bị hỗ trợ làm việc. Ngày nay, tâm lý chung của người tiêu dùng là coi trọng sự tiện lợi hơn là tính sở hữu. Vậy nên, các dịch vụ cho thuê ngày càng phát triển, bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào mảng này vì tiềm năng là rất lớn. Tuy nhiên, trước khi bắt tay thực hiện, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ thị trường đang cần sản phẩm gì để đầu tư phù hợp. Tránh trường hợp mua rất nhiều tài sản về nhưng không cho thuê được khiến vốn đọng lại vô cùng lãng phí. Thứ tư, đầu tư vào bất động sản. Trong bối cảnh hiện tại, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư khá an toàn. Bởi theo quan niệm của người Việt, đất đai không sinh ra thêm, còn dân số thì vẫn tăng, nên đất không bao giờ mất giá. Tuy nhiên, để đầu tư bất động sản cần số vốn đầu tư lớn. Giá trị giao dịch của các bất động sản nhìn chung đều khá cao, xấp xỉ con số 1 tỷ đồng. Đặc biệt, các cơn sốt đất gần đây khiến giá nhà đất càng leo thang, kể cả trung tâm và vùng ven. Giá cao nhưng tính thanh khoản lại thấp hơn do quá trình giao dịch cần nhiều thời gian liên quan đến các giấy tờ, thủ tục pháp lý. Thị trường bất động sản Việt Nam có đặc điểm là giá thường chỉ tăng qua các năm chứ hiếm khi giảm. Vì vậy, nếu nhà đầu tư biết nhìn nhận thị trường và có kinh nghiệm đầu tư, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận tốt. Chỉ với 1 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ khó mua được bất động sản tại các khu vực trung tâm thành phố lớn. Thay vào đó, bạn nên chuyển hướng đến những vùng ven, ngoại thành, nơi được đánh giá là có nhiều tiềm năng trong tương lai. Nếu đầu tư bất động sản thành công, bạn cần định giá chính xác và đánh giá được tiềm năng của nó. Việc nhìn nhận, đánh giá được vị thế của mảnh đất đó trong tương lai có thể khiến bạn x2, x3 tài sản nhanh chóng. Tuy nhiên, việc đánh giá cũng chỉ có thể mang tính chất tương đối. Nếu thông tin không đúng, các nhà đầu tư mới cũng phải quan tâm đến khả năng chấp nhận rủi ro của mình.
bởi một bất động sản có thể không thanh khoản được trong vòng 1 đến 2 năm và bạn phải chấp nhận việc vốn của mình bị đọng lại, không làm gì được trong thời gian đó. Thứ 5. Đầu tư vào vàng. Vàng được biết đến là kênh đầu tư tối ưu trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến giá vàng trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung là tăng mạnh và đem lại tỷ suất lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Dự đoán năm 2021, vàng sẽ là kênh cực kỳ tiềm năng. Tuy nhiên, đầu tư sao cho thông minh mà tiết kiệm chi phí là điều được nhiều người quan tâm. Với hình thức mua bán vàng truyền thống, ưu điểm là bạn được trực tiếp kiểm tra vàng, có nhân viên tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với số vốn và được cầm nắm vàng trong tay. Tuy nhiên, hình thức này vẫn tồn tại một số nhược điểm, đó là phải trực tiếp tới cửa hàng để giao dịch khi cần mua cũng như bán lại thu lời. Điều này đặc biệt khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. Ngoài ra, bạn phải tốn thêm chi phí cất giữ, không chỉ vậy còn tiềm ẩn nguy cơ mất trộm. Hiện tại có rất nhiều mô hình kinh doanh bạn có thể lựa chọn để kinh doanh với số vốn 1 tỷ đồng. Và ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công đã bật mí với bạn 5 ý tưởng kinh doanh hiệu quả và đang được nhiều người áp dụng nhất. Mong rằng bạn sẽ được chọn phương án phù hợp nhất với bản thân và nhanh chóng làm giàu thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.